6 loại trái cây nhiều đường, nhiều chất béo không nên ăn vào buổi tối, vừa dễ mập lại rước bệnh vào thân. Những loại trái cây này đều giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nhưng được khuyến cáo không nên ăn nhiều vào buổi tối. Thứ nhất, sầu riêng. Ăn quá nhiều sầu riêng cũng không tốt, gây nóng trong người, dễ nổi mụn nhọt. Sầu riêng có hàm lượng protein, chất béo và đường cao. Do đó, những người có lượng đường huyết cao, bị bệnh huyết áp cao, tim mạch nên thận trọng khi ăn loại quả này. Đặc biệt là nên hạn chế ăn vào buổi tối. Khi muốn ăn sầu riêng, hãy giảm bớt lượng cơm trong khẩu phần ăn, tránh hấp thu quá nhiều năng lượng. Thứ hai, thanh long. Thanh long có hàm lượng đường tương đối cao, vì vậy không nên ăn loại quả này quá nhiều vào buổi tối, đặc biệt là với những người bị rối loạn đường ruột, tiêu chảy càng không nên ăn. Thứ ba, bơ. Quả bơ giúp giảm lượng cholesterol và mỡ trong máu, bảo vệ hệ thống tim mạch, huyết quản và gan, giúp dạ dày khỏe mạnh. Loại quả này thích hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, bơ có hàm lượng mỡ thực vật cao, vì vậy không nên ăn nhiều vào buổi tối. Thứ tư, dứa. Dứa có hàm lượng đường khá cao, không tốt cho người bị tiểu đường và những người mắc bệnh thận. Ngoài ra, dứa còn chứa nhiều chất gây dị ứng, nên những người có cơ địa nhạy cảm, từng dị ứng với loại quả này thì cần chú ý. Dứa còn có lượng axit tương đối cao, có thể gây tình trạng đau dạ dày nếu ăn vào khuya muộn. Thứ năm, cam. Bạn không nên ăn và uống nước cam vào buổi tối. Nguyên nhân là do nước cam có tác dụng sinh tân dịch, lợi tiểu. Nó có thể khiến bạn đi tiểu nhiều hơn vào ban đêm và gây mất ngủ. Ngoài ra, cam có chứa axit, ăn hoặc uống vào thời điểm trước khi đi ngủ, axit có thể bám trên răng và làm hỏng men răng nếu không được vệ sinh đúng cách. Thứ sáu, xoài. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng xoài có tác dụng cung cấp năng lượng, ngăn ngừa bệnh tim mạch, cải thiện trí nhớ. Một số dinh dưỡng như beta-carotene trong xoài còn giúp ngăn ngừa bệnh suyễn, ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, loại quả này có chỉ số đường cao, vì vậy cần hạn chế ăn vào buổi tối, đặc biệt là với người mắc bệnh tiểu đường. Sức khỏe Gut Shop cung cấp giải pháp sức khỏe cho cả gia đình bạn. Hãy follow ngay để đón xem những video mới nhất.